Xin chào mọi người đã trở lại với kênh hỗ trợ kỹ thuật của Nhân Laptop. Thì hôm nay Nhân Laptop xin hỗ trợ các bạn hướng dẫn chi tiết về cách cài tiếng Việt trên Windows 10 đơn giản và chi tiết nhất, áp dụng được hầu hết trên tất cả các bản Win 10 hiện tại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thì việc đầu tiên để cài được Windows tiếng Việt trên Win 10 thì chúng ta phải có Wi-Fi. Đây. Đó, các bạn đang nhập vào Wi-Fi. Sau đó là chúng ta sẽ kiểm tra xem Windows Update của máy đã mở chưa hay chưa. Để mở được cái Windows Update, chúng ta sẽ bấm Windows R. Nó sẽ ra cái khung Run nè, ta nhập là Service. .msc. Đó. Phải lưu ý là Service có S nha. Và các bạn có thể là viết thường hay viết hoa đều được. Ta chọn OK. Nó sẽ bung ra cái bảng tác vụ service như vậy. Chúng ta sẽ kéo xuống. Tìm đến chữ Windows Update nhé. Đây, chữ Windows Update. Chúng ta nhấn đắp chuột vào. Và chúng ta sẽ chú ý trong phần này, đó là Startup Time. Thì ở đây nếu mà Disable, các bạn chỉnh sang Manual và các bạn Apply. Sau đó sẽ ấn Start chỗ này. Đó. Còn nếu máy bạn cô đã có sẵn là Manual rồi thì bạn chỉ cần bấm OK là xong. Có như vậy là chúng ta đã mở được Windows Update của máy. Và tiếp theo thì chúng ta vào cái lúp tìm kiếm nè. Chúng ta bấm chữ Language. Chúng ta vào Language Setting. Đó. Để đây nó sẽ có một dấu cộng, đó là thêm một cái ngôn ngữ. Chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta tìm chữ tiếng Việt. Ấn vào và chúng ta ấn Next. Thì để chỉnh làm mặt ngôn ngữ mặc định luôn thì chúng ta sẽ set as my display language. Tức là khi cài xong hai máy sẽ chuyển tự động chuyển sang tiếng Việt luôn. Ta chọn install. Đó, Windows đã bắt đầu rồi, download cái gói tiếng Việt về cho các bạn. Cũng khá là nhanh thôi. Đây, máy sẽ hỏi là bạn có muốn thoát ra để thay thế các ngôn ngữ tiếng Việt hiện tại hay không? Thì chúng ta chọn Yes, Sell Now. Đó. Rồi, giờ ta sẽ vào. Như vậy là chúng ta đã chuyển sang được Win tiếng Việt rồi đó các bạn. Rất là dễ dàng đúng không nào? À, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe ha. Và nếu như có thắc mắc hay hỗ trợ gì các bạn để dưới comment. Và nếu thấy video này hay, các bạn đừng quên like và subscribe, hỗ trợ kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.